Hiện nay là đang là 18 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2016 và chúng tôi lúc nãy thì mới quay cái bức tranh Bách Điểu rồi, và bây giờ chúng tôi đã bọc xong, bọc kín bằng bìa các tông rất là cẩn thận, và hiện nay chúng tôi đang khênh cái hàng này ra xe, đang từ khu B đi sang bên khu A để chúng tôi chuyển ra bãi xe Nam Bắc để chuyển vào quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho khách hàng. Đang nhìn thấy là bà xã tôi cùng hai người công nhân đang khiêng bức tranh Bách Điểu ra xe để mang đi quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì đi vào phía Nam cho nên là chúng tôi bọc rất là kỹ. Và tôi đang đây phía trước mặt đây là khu A của tôi. Bây giờ mọi người chuẩn bị đưa lên xe. Sao lại phải có những cái clip ngắn như thế này? Bởi vì là khách hàng ở trong Nam thì khi quyết định đặt hàng thì rất là sốt ruột, trước khi đóng gói cũng muốn xem lại, và bây giờ là cái việc đóng gói rồi đưa lên xe thì cũng muốn xem nó như thế nào để yên tâm. Cũng có lần chúng tôi thậm chí còn quay cả những cái đoạn đang dùng xe nâng để nâng từ cái mặt đất đưa lên xe mấy chục tấn để đi vào Nam như thế nào. Hơi chéo ra và chẳng đi, lúc nãy đi nó hơi bị xô đấy. Không. Lấy cái ấy chẳng góc, thôi rồi. Thôi xuống đi. Xuống đi để anh chẳng cho, xuống đi. Nữ tướng nhà tôi đang ở trên xe, đang định chẳng nhưng mà thôi. Thôi xuống đi.